Xin được chào đón tất cả mọi người nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì em lại làm một cái video như thế này anh em ạ. Thực ra thì làm cái video này không phải là bán hàng để mà mình làm đâu, mà trên thực tế là mình làm mình trải nghiệm, cho nên là mình chia sẻ cho mọi người thôi. Thì anh em có nên đánh đổi cái việc là đánh đổi một cân vừa phấn vừa bột cho một đàn ong trị giá như bây giờ là hết đi, gọi là đi nửa cái kia là mất 65.000. 65.000 mới cho để gọi là 30.000 nữa là nó rơi vào 100.000. Thì có nên đánh đổi không? Đấy, đánh đổi 100.000 với lại một tổ ong như thế này anh em ạ. Tại sao chiều hôm nay mình làm như vậy? Bởi vì hiện nay thì có rất là nhiều anh em nuôi ong đang rất là đắn đo toan tính cái việc là cho ăn và không cho ăn anh em ạ. Thế thì hiện tại anh em có thể nói là đây, bây giờ ví dụ như cái đàn ong này anh em nhá. Thế cái đàn ong này nó đang 4 cầu đây. Thì là mình đang cho ăn đây anh em ạ. Thì mình ngồi mình nghĩ rồi. Cho ăn 45 đàn thì hết có 1 cân phấn, 1 cân bột và 2 cân đường. Đấy, anh em nhá. Thế thì anh em chia ra cho cái tỷ lệ nhà mình thì anh em sẽ tính được ra. Ong của mình thì đa số là 3 cầu. Còn một số thì 2 cầu. Đấy. Thì mình ăn như vậy thì tính ra nó đâu đó vào 43 12 120 120 thì cứ bình quân nó tính vào 120 khoảng 130 cầu cộng với thêm lại 4 5 đàn ong ý thì dồn vào còn 4 đàn anh em ạ. Vì vừa rồi cũng nói với anh em luôn đàn ong ý là vì mình mới nuôi cho nên là nó ánh trí nặng quá thì ong tụt rất là nhiều. Cho nên mình dồn vào còn 4 đàn. Thế thì bây giờ quay trở lại vấn đề là tại sao mình mới nói chia sẻ cái nội dung này. Thì cũng như ban đầu mình đặt vấn đề là có rất là nhiều anh em đang loay hoay tính toán là bỏ ra một số tiền như vậy. Thế nhưng mà cớ sao mình lại không bỏ? Đấy. Bởi vì như này anh em thấy không, một cầu ong nếu như bây giờ mình đang nói có rẻ thì nó 150.000. Thế còn chỗ khác thì mình không nói. Đấy. Thế còn cuối năm thì chắc chắn là nó sẽ lên tới 170, 180.000 một cầu. Thế vậy thì bây giờ mình bỏ tiền ra với cái giá tiền là bây giờ mình giữ được cái đàn ong nó đông như thế này, nó đẹp như thế này, nó đẻ tốt như thế này. Thì không có cớ gì mà anh em lại không nên đầu tư anh em ạ. Đấy. Anh em nhá. Thế và đấy là cái phép so sánh nó rất là thực tế thôi anh em ạ. Thế cho nên là mình cũng rất là khuyến khích anh em. Còn tất nhiên là bán hàng ở trên mạng xã hội thì có rất là nhiều người bán. Đấy, anh em cũng đắn đo, anh em cũng suy tính, anh em thấy chỗ nào nó hợp lý thì anh em mua. Đấy. Thế còn thì cái câu chuyện ở đây là gì? Không phải là mình nói để mình bán hàng. Thế nhưng trên thực tế là nó rất là hay và cái lý do là mình chỉ bỏ ra nếu như vậy thì tính ra. Còn nếu anh em không có điều kiện thì anh em có thể mua 1 cân phấn với lại 2 cân bột. Anh em trộn anh em ạ, chứ không cần là phải cứ phải là 1-1. Thế như mình đây thì mình thôi thì mình thực ra là mình trộn thì tỷ lệ 1-1. Đấy. Để cho nó gọi là nó giảm chi phí đi. Bởi vì cứ 1 cân phấn tính ra 130.000. Mà nếu mình thêm 1 cân bột vào thì nó chỉ có 30-35.000 thôi. Cho nên nó giảm đi chi phí thì rất là nhiều. Đấy. Thế thì cả cộng cả đường cả điếc nữa thì vào mình hạch toán là cả một cái giai đoạn từ giờ đến cuối thì chắc 1 cân phấn vừa bột thì chắc là ăn mệt anh em ạ, cộng với cân đường nữa thì nó rơi vào đâu đó độ trăm hơn trăm. Thế như vậy thì mình khuyên anh em là anh em nên duy trì. Vì tại sao? Bởi vì mình duy trì, mình giữ được cái thế đàn như thế này thì ngay vào đầu tháng 9 bắt đầu khi hoa keo nó nở cái là cái ong như thế này mà đến tầm đấy mà mình vẫn giữ được ok như thế này thì mình đảm bảo với anh em lúc đấy là mình chia đàn, chia đôi ngay ra được anh em ạ. Chứ còn nếu anh em mà không đầu tư thì sẽ rút dần cầu. Đấy. Cứ dần mình rút dần rút mòn. Thế sau đó có khi có những đàn ong nó chỉ còn lại 1 cầu. Đấy. Thế cho nên là cái việc làm này thì mình khuyên anh em là nên đầu tư anh em ạ. Đấy. Thế còn quay trở lại cái vấn đề là cũng rất là nhiều anh em cứ thắc mắc là tại sao ong nhà thầy nó thế nọ, thầy làm nó không tốt, thế nọ thế kia. Thế thì hôm qua mình live stream mình nói với anh em là mình cởi trần, mình làm ong là chuyện bình thường. Còn nếu có bình khói thì nó quá dễ rồi. Thế nhưng mà đây như hiện tại bây giờ anh em nhá. Đây mình mở để cho anh em xem cái đàn ong đây. Mặc dù là đàn ong này 4 cầu đúng không ạ? Thế nhưng mà nó đẻ rất là tốt luôn anh em nhá. Đấy, vẫn cởi trần làm như thường nha anh em nhá. Thực ra đây là mình muốn hôm nay là mình cởi trần mình làm để cho anh em thấy thôi. Chứ còn không phải cái này mình... Thực ra là nếu mà làm như cái này thì gọi coi như kiểu là không coi thường anh em. Cho nên là mình cũng rất là ngại. Thế nhưng mà đấy là trước khi mình đặt vấn đề với anh em như vậy. Cho nên mà anh em thấy mà ở giai đoạn này mà ong 4 cầu mà nó đẻ như thế này rất là ổn. Tất nhiên là không phải là cả 4 cầu. Thế nhưng mà đấy mình cho ăn như thế này thì mình đảm bảo luôn với anh em là... Đấy, thấy không? Mình quay mặt này để cho anh em nhìn đàn ong rồi này. Thấy chưa?
giờ này vẫn đẻ như thế này thì anh em còn nghĩ gì những cái đàn ong như này đúng không ạ? Nên là cái tầm này thì mình cái đàn ong này nó còn chỉ lên chứ nó không bao giờ nó tụt quân được anh em ạ. Cho nên là mình cứ cố gắng mình chi phí, bởi vì như mình tính rồi. Thế như vậy thì mình cho ăn liên tục như vậy thì mình chỉ nghĩ là một đàn ong sẽ hết đâu đó khoảng là cả bột cả phấn sẽ hết 1 cân. Cộng với 1 cân đường nữa thì anh em cộng vào nó chỉ hơn 100 nghìn thôi. Thì quy đổi ra cầu ong thì có nên đổi không anh em? Đấy anh em nhá. Thế cho nên là cái lời khuyên dành cho mọi người là nên cho ong ăn. Đấy anh em nhá. Đây ví dụ cái đàn này ong ba cầu đây anh em nhìn thấy không? Đây này, cũng rất là đẹp luôn. Đúng không ạ? Cho nên anh em thấy không? Nuôi ong, thầy Quyền nuôi ong nó có một cái điều rất là đặc biệt là anh em là quay ong là phải quay cả vườn, mở tất cho anh em xem, chứ không phải là cứ chọn cái đàn đẹp để quay cho anh em làm hình ảnh PR giới thiệu cho anh em. Đấy. Tất nhiên là trong vườn nó vẫn có một đâu có một một đàn hay là một một đàn hai đàn cả cả trại là có hai đàn một cầu. Cho nên là đây, anh em thấy không? Đây nhá anh em nhìn này. Ong của em vẫn xây tầng nhá, ba cầu. Đúng không ạ? Hôm trước thì chia sẻ rồi. Đấy, vẫn xây lèo ra bên ngoài như này. Cho nên là vấn đề ở đây là gì? Khuyên mọi người là phải đầu tư. Đầu tư thì nó mới sinh được lời đúng không ạ? Anh em không đầu tư thì tháng 10 anh em chưa chắc đã xây chia được đàn. Thế nhưng mà nếu như thế này cứ duy trì được tốc độ như thế này thì đảm bảo với anh em khi mà có hoa keo nở một cái là mát rời là anh em chia đàn thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, ong đây này, nở đây này. Đẻ rất đẹp luôn anh em nhé. Ở giai đoạn này mà chúa như này là đẻ ổn quá đi chứ đúng không? Đấy, vẫn còn đang xây góc, cạp góc để mà đẻ đây anh em ạ. Đấy. Cho nên là đấy là cái lý do mà mình muốn làm để cho mọi người thấy được rằng là cái việc mà đầu tư thì nó mới sinh lời. Chứ còn nhiều anh em lại cứ nghĩ là à cái ông này ông ấy bán hàng, ông ấy bảo là xui đẻo vậy. Nhưng không phải đâu anh em ạ. Cái gì nó cũng phải đầu tư. Chứ còn bây giờ mình làm mà mình không đầu tư thì nói thật với anh em là mình thấy nó rất là lãng phí. Nếu để mà nói mà người nuôi ong như vậy là nó rất là lãng phí anh em ạ. Bởi vì một đàn ong mà 4 cầu 3 cầu này tụt đến lúc còn được 1 cầu phải mất 2 cầu, mà 2 cầu quy ra tiền là mất hơn 300 nghìn. Trong khi mình chỉ bỏ ra có hơn 100 nghìn. Thế thì cớ gì mà mình lại không làm? Đúng không ạ? Anh em nhé, đây này, ví dụ như đàn ong này nhá, 2 cầu thôi. Mặc dù là 2 cầu thật. Đấy, nhưng vẫn cứ xì mèo, vẫn cứ muốn xây như thường. Đấy, đúng không? Cho nên là cái câu chuyện ở đây là phải đầu tư. Thì anh em đừng có cái tư duy là nuôi sau đó là nó còn. Cho nên đầy ông làm YouTube lên chia sẻ nhưng ông có nhân đâu. Đấy. Ví dụ như đàn này anh em thấy không? Bây giờ bắt đầu lại đang đẻ rồi đây này này. Nở rồi. Thì bắt đầu giờ lại cho ăn vào sẽ lại đẻ luôn anh em nhá. Đấy. Thấy chưa? Cho ăn vào thì nó mới công mật lên anh em ạ. Ong này thì có cái gì đâu mà sợ phải vượt hè đúng không ạ? Đúng không anh em? Mọi người cứ sợ nuôi ong vượt hè nhưng còn đầy ông cứ làm video nuôi ong vượt hè vượt thiết gì mà thực ra với em thì vượt hè với em rất là đơn giản anh em ạ. Cũng rất là nhiều anh em, đây em mở luôn cái đàn này thế này đây nhá, đây là một đàn luôn anh em này. Ong khá là ổn luôn đấy, ba cầu cho phấn ăn như này thì còn nói gì. Anh em nhiều đàn nhiều người bảo cho ong không ăn, trên thực tế là ong của anh em nó quá là thưa, quân nó không có cho nên nó ăn rất là lâu. Vừa cho ong qua đây anh em ạ, nay ăn hết rồi. Ong mùa này vẫn cứ xì mèo, vẫn cứ đòi xây tầng như thường nha anh em nhá, thấy chưa? Cho nên là quan trọng phấn. Cho nên nhiều người người ta bảo ui em nuôi ong, thực ra có rất là nhiều người, người ta rất là cái vị trí của người ta nó thuận lợi phấn rất nhiều thì người ta không phải cho ăn, nhưng mà mình không có thì buộc mình phải cho ăn thôi anh em nhé. Thì nội dung ngày hôm nay làm chia sẻ với anh em như thế thôi nhá. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ạ. Chào tạm biệt mọi người nhé.